Takeuchi Ryoma, nam chính Itaewon Class bản Nhật, đánh bại Park Seo-joon về nhan sắc. Trái ngược với những ý kiến trái chiều trước đó, ngoại hình của nam chính Itaewon Class bản Nhật nhận được không ít lời khen. Vào tháng 3 năm 2021, JTBC Studio thông báo rằng một đài truyền hình lớn tại Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận với Kakao Entertainment về việc mua bản quyền sản xuất lại bộ phim truyền hình ăn khách Itaewon Class. JTBC Studio, Kakao Entertainment và Cross Picture sẽ cùng hợp tác hỗ trợ phía Nhật Bản trong việc chuyển thể bộ phim. Dựa trên một webtoon nổi tiếng của Kakao Entertainment, Itaewon Class kể về một nhóm thanh niên đoàn kết, dũng cảm cùng nhau hạ gục đối thủ hùng mạnh để biến ước mơ mở một quán bar, nhà hàng thành hiện thực trong một xã hội phi lý. Bộ phim được công chiếu trên đài JTBC vào năm 2020 và ghi nhận mức rating cao nhất trên toàn quốc là 16,5%. Hai diễn viên chính Park Seo-joon và Kim Dami đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả nhờ vào diễn xuất và câu chuyện cảm động của họ. Kiểu tóc độc đáo và những câu thoại nổi tiếng của nhân vật Park Seo-joon gây bão mạng xã hội trong suốt một thời gian dài, kể cả khi phim đã kết thúc. Bên cạnh đó, Itaewon Class cũng giành được giải thưởng phim truyền hình hay nhất năm 2021 tại Giải thưởng Truyền hình Châu Á, một minh chứng rõ nhất cho chất lượng của bộ phim. Sức hút của Park Seo-joon, người truyền đi thông điệp về hy vọng cho những người trẻ tuổi, đã lan truyền tới tận Nhật Bản. Phiên bản webtoon của Itaewon Class trở nên phổ biến thông qua Piccoma, một nền tảng truyện tranh kỹ thuật số của Nhật Bản, trong khi bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích cuồng nhiệt và thậm chí còn thống trị bảng xếp hạng Netflix tại Nhật. Theo nhiều nguồn tin, phiên bản Remax Roppongi Class của Nhật sẽ có tổng cộng 13 tập và quy tụ dàn diễn viên toàn những cái tên hàng đầu trong làng giải trí nước này. Vai nam chính Park Seo-joon sẽ do nam diễn viên Takeuchi Ryoma thủ vai. Hai diễn viên nữ của bản Nhật chốt đơn cũng không giống với tin đồn. Ban đầu, vai diễn điên nữ của Kim Dami được cho là do Yamamoto Maika đảm nhận, còn vai của Kwon Nara do chị đẹp Nagasawa Masami thủ diễn. Nhưng hai diễn viên nữ chính thức của Itaewon Class bản Nhật cuối cùng đã gọi hai cái tên sau: Hirate Yurina đóng vai của Kim Dami, Araki Yuko diễn vai của Kwon Nara. Nam diễn viên chính Takeuchi Ryoma được nhận xét là cân thêm với Park Seo-joon, nhưng hai diễn viên nữ thì dấy lên lo ngại sẽ không được như bản gốc, đặc biệt là nữ chính Hirate Yurina trông trẻ quá, thiếu chất điên như Kim Dami cũng không gai góc bằng. Bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng trên khắp Nhật Bản vào mùa hè này. Vì Itaewon Class là một bộ phim nổi tiếng trên toàn châu Á, nhiều khán giả tò mò không biết Nhật Bản sẽ thổi luồng gió mới nào cho bộ phim này. Mới đây, hình ảnh nam chính đảm nhận tác phẩm Itaewon Class phiên bản Nhật được tiết lộ đã khiến cư dân mạng không khỏi ấn tượng trước nhan sắc điển trai của mình. Cụ thể, dự án Roppongi Class là bộ phim truyền hình Nhật Bản được làm lại từ bộ phim đình đám Itaewon Class của Hàn Quốc. Tác phẩm sẽ do nam diễn viên Takeuchi Ryoma dẫn dắt. Ngay khi những hình ảnh về Takeuchi Ryoma được chia sẻ, netizen đồng loạt khen ngợi gương mặt điển trai của anh chàng. Nhiều người còn cho rằng ở Takeuchi Ryoma hoàn toàn toát lên sự bụi bặm, dữ dằn, bản lĩnh hơn so với hình tượng Park Seo-joon mà Park Seo-joon thủ vai trước đó. Takeuchi Ryoma sinh năm 1993 là một diễn viên kiêm người mẫu Nhật Bản trực thuộc công ty Horipro, từng là sinh viên ngành khoa học môi trường toàn cầu thuộc Đại học Rizzo. Takeuchi Ryoma tên thật là Takeuchi Ryo. Cha mẹ anh thích âm nhạc của Ryo, vì vậy họ đã đặt tên Ryo cho con trai mình. Sau khi debut năm 2013, từ việc thử sức với vai trò người mẫu nam cho tạp chí thời trang Mina, nam diễn viên bắt đầu sử dụng nghệ danh hiện tại của mình. Takeuchi Ryoma hiện là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất ở Nhật. Theo các độc giả nữ của Model Press, anh chàng sở hữu khuôn mặt và nụ cười rất dễ thương, trái ngược hoàn toàn với thân hình nóng bỏng và nam tính. Cặp mắt trong trẻo lãng mạn của Ryoma khiến các cô gái không ngừng mơ mộng. Nam diễn viên từng lọt vào top 3 ngôi sao nam được phái nữ mong muốn hẹn hò nhất. Anh chàng còn từng đứng đầu bảng xếp hạng Mỹ Nam Quốc Bảo xứ Nhật năm 2017. Năm 2019, Takeuchi Ryoma xếp vị trí số 1 trong danh sách top 10 diễn viên xứ Hoa Anh Đào quyến rũ nhất trong mắt phái nữ Hàn Quốc. Takeuchi Ryoma sở hữu cho mình nhiều tác phẩm ấn tượng, nhưng xuất sắc nhất phải kể đến vai diễn Shinosuke Tomari của anh trong bộ phim Kamen Rider Rai.